trong những cái khung cảnh đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Khó là đó giờ như chưa có cái phim truyện nào quay đó. Nó khó là bởi vì sao? Cái nó theo tùy theo con nước. Ngày hôm trước ví dụ như là 6 giờ sáng thì ngày hôm sau nó sẽ delay thành 7 giờ, ngày hôm sau nó thành 8 giờ, nó cứ chạy như vậy. Khi đoàn phim bắt đầu đi quay thì lúc đó cứ gọi về mấy giờ để cứ tính từ từ từ. Thì cái mình sợ nhất, nếu mà 5 giờ chiều nó mới rút hết, coi như mình thua, mình không quay được. Tiếp viện cho đoàn phim á là gần như là không tiếp viện gì được. Tại vì ngay bãi sình đó, nếu mà mình đi xuống hồi nát cái bãi sình, mình không quay được. Mà sình lầy mà nó ngập tới qua đầu gối luôn. Có những khoảnh khắc mà tôi sợ là tôi quay không nổi. Để đi ra được cái điểm quay, đưa một chai nước cho diễn viên cũng rất là khó khăn. Cái chỗ bãi sình đó là từ 9 giờ sáng tới khoảng 1 giờ rưỡi, 2 giờ chiều là biển nó sẽ ngập vô. Từ lúc mà mình nhìn thấy thủy triều nó dâng lên từ ở đằng xa, chỉ trong vòng 5 phút là vô ngập hết luôn cả đoàn phim. Lúc đó là khoảng tầm 1 giờ, nước nó sắp tới. Tại vì con chưa bao giờ gặp một cái cảnh mà nó vậy, con không biết lấy tâm lý sao. Thì con diễn lần 1, qua lần 2 thì cũng tạm được. Xong rồi anh Út xin thêm lần 3 thì con diễn luôn. Và lúc đó là nước nó cũng lên luôn. Làm kịp thời gian không bị trễ mọi người ha. Nó vui đó. Những ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng xoay dòng Cửu Long Giang, mênh mông rừng bạc ngàn